Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh, Hội đồng Anh, tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh, mới thêm hai trung tâm giảng dạy tiếng Anh mới ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam. Mỗi trung tâm này có 8 lớp học với cơ sở vật chất và trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế của Hội đồng Anh trên 40 quốc gia, các khóa học được thiết kế theo từng độ tuổi bao gồm tiếng Anh tiểu học, tiếng Anh trung học cơ sở, tiếng Anh trung học phổ thông, học thuật và IELTS. Chúng tôi mở thêm hai trung tâm tại đường Cộng Hòa và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa văn hóa giáo dục ngoại ngữ giữa Anh Quốc và Việt Nam. Những trung tâm này được đầu tư với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, với mong muốn giúp các bạn trẻ Việt có được những kỹ năng tốt nhất cho tương lai. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Hội đồng Anh là đối tác quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng các ban ngành, các cơ sở giáo dục có phần nâng cao trình độ tiếng Anh tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước. Hợp tác giáo dục chính là chìa khóa và cũng là nền tảng trong mối quan hệ Anh Quốc Việt Nam. Thực tế, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia hàng đầu mà Anh Quốc đẩy mạnh chiến lược giáo dục trên toàn cầu. Hội đồng Anh đã có mặt tại Việt Nam 30 năm và có đóng góp rất lớn vào hệ thống giáo dục tại đây. Từ tháng 6, Hội đồng Anh đã công bố chương trình UK Việt Nam Season 2023 kéo dài trong 6 tháng để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh và Việt Nam cũng như kỷ niệm 30 năm Hội đồng Anh hoạt động. Đây là cơ hội để học viên đăng ký sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được hỗ trợ học phí trong năm học 2023-2024 tới đây.